Rồi đây là hình con người nhện bong bóng bạc nha anh chị bạn. Bong bóng nó có 3 loại lận nha anh chị bạn: bong bóng bạc, bong bóng phao và bong bóng cao su. Ở đây là mình đang làm bong bóng bạc nha. Bong bóng bạc đó là cái chất liệu nó giống như là cái ni lông mình trên bạn, những cái bọc mình vậy đó, nhưng người ta ép lại thành một con hình là hình người nhện ha. Hình người nhện thì đây là hình người nhện, mà hình người nhện lớn ha. Ở đây mình bơm lên cho anh chị các bạn xem cái mẫu luôn. Cho những anh chị và các bạn nào ở những tỉnh thành xa thì dễ cập nhật ha. Những tỉnh thành xa mà mình đi đến những cái đô thị không được á, đứng những đến những cửa hàng đồ chơi trẻ em không được á, thì mình có thể cập nhật. Mình cảm thấy được á, thì ở dưới quê, ở dưới chỗ mình đó bán được á, thì lấy thì bán. Mình khỏi mất thời gian đi đến cửa hàng, tại vì những tỉnh thành xa mà đi đến cửa hàng thì cũng mất rất là nhiều về thời gian anh chị ạ. Thì những anh chị và các bạn nào mà có cần cái nhu cầu sản phẩm này á, thì em có để cái đường link ở dưới phần mô tả ha. Anh chị bấm vào cái đường link ở dưới phần mô tả thì nó sẽ hiện ra cái trang website của em. Thì trong đó nó sẽ có giá, kích thước của từng sản phẩm. Ở đây là những cái mẫu mới nó về ha, mẫu mới nó về em cập nhật sớm cho anh chị các bạn để anh chị các bạn có thể bán Tết hoặc là bán Noel. Thì nó như thế này nha. Thì những anh chị của bạn nào bắn bay thì cột vô đây. Còn những anh chị của bạn nào mà không bắn bay á, mà đi đi xa tỉnh thành bán á, thì mình có thể dùng cây này ha. Rồi mình cột vô đây. Rồi mình kèm theo đó là một sợi dây thun ha. Rồi mình sẽ buộc lại. Thì đây thì nó là hình hài nó như thế này anh chị các bạn ha. Đây là người nhện, hình người nhện, nguyên hình người nhện luôn, lớn thân hình to ha. Thì mình sẽ đo kích thước này cho anh chị các bạn xem dây cập nhật cái chiều dài kích thước này nè anh chị các bạn, đo cập nhật giúp em nha. Đây thì từng cái bức gạch này ra ha, em đo từng bức gạch này ra nè để cho anh chị các bạn dễ thấy ha. Thì nó khoảng thôi nha, khoảng là được rồi. Anh chị nhìn tới cái chân ha, nhìn tới cái chân thì cái chân nó là khoảng có 5 cm, 50 cm, hơn 50 cm ha. Rồi bề ngang của sản phẩm này là anh chị các bạn chụp ảnh lại xem giúp em ha. Rồi đó, thì đây là sản phẩm của hình người nhện lớn.